Quý nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lên nói đầu thì cho quý nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện tối nay của quý nhà nhé. Tối nay á, quý nhà muốn kể cho mọi người nghe về một cái câu chuyện mà ta nói rằng là nó bá đạo cực kỳ luôn. Không những là mẹ ruột của cờ là cái người gọi điện trực tiếp để năn nỉ ý ới sư cô, nói rằng là phía bên quản lý của cô ca sĩ hãy cố chăm trước cho con của họ thêm một lần nữa, nhưng mà bị khước từ nha. Rồi tiếp tục thêm một cái nhân vật được gọi là kỳ cựu và hoành tráng hơn, là một người rất là đặc biệt, đó chính là mẹ ruột của anh IT Hoàng Khang kia. Và cái sự việc này ta nói rằng là nó quá là vỡ lẽ luôn, đến bây giờ là không còn một cái từ ngữ nào để mà diễn tả. Mẹ ruột của anh IT kia cũng đã đến tận nhà của cố ca sĩ để năn nỉ phía bên ekip của cố ca sĩ hãy cho con họ một cái cơ hội, hãy rút những cái lá đơn kiện để con của họ có thể là sớm quay trở về nhà. Chứ ta nói đi đợt này là lao lắm, chắc có khi đến già mới được về. Cho nên rằng là khóc sướt mướt năn nỉ ỉ ôi. Chứ nhưng mà bây giờ biết làm sao, biết như thế nào. Chứ cái chuyện tay trời mà họ đã từng làm cho cố ca sĩ, làm sao mà rút đơn cho được. Các bạn biết không, mẹ ruột của cái anh IT này lên tiếng nói như thế này nè. Cái anh cờ kia cùng với lại cái chị Ngọc Lê và bộ cần cần của anh cờ á, thiêu dệt và bịa chuyện, đưa những cái thông tin đặc điều cho cái anh IT Hoàng Khang này lên tiếng để nói. Mà cái anh IT này á, anh cũng theo cái chiều hướng được gọi là tung hô năng bốc cái chị cuồn cuộn kia quá. Rồi anh ta cứ nghĩ rằng là chị ta giàu, chị ta sẽ cho anh ta nhiều tiền, và anh ta chỉ ăn sổi thôi, ăn sung mặc sướng thôi, chả cần phải làm gì. Lên trên mạng xã hội á, nói khoác loác ba hoa, nói sai sự thật, mà anh ta đâu có dè. Cố ca sĩ không phải là một người tầm thường, mà cô ấy là một người rất là đặc biệt, là một người của công chúng, là một người nổi tiếng suốt ba mươi mấy năm vừa qua, và là cái người đi bằng cái thực lực của mình, đi bằng cái đôi chân của mình, từ một người không có gì trở thành một người có tiếng tăm trong giới showbiz, và là một người có một trong những cái mối quan hệ rất là đặc biệt với rất là nhiều người nổi tiếng, là danh nhân thành đạt. Và ngay tại thời điểm lúc đó là cái chị cuồn cuộn này rất là cay cú một cái nhãn hàng nước ngọt rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình, cũng giống như là trên thế giới luôn nha. Xong sau đó cay cú cái sự việc, xong rồi chị ta đã cù rũ, chị ta đã thiêu dệt ra những cái câu chuyện bịa đặt, rồi thêm dầu, thêm mắm, thêm muối vào trong cái câu chuyện của anh cờ để có thể là hạ bệ cố ca sĩ. Mà cái sự việc này là có một cái sự tính toán không hề nhẹ. Họ đã vẽ ra những cái câu chuyện đường đi nước bước. Người ta đã lên nguyên cả một cái vở kịch hay để diễn cho mọi người xem. Và cái anh IT này cũng nghe theo sự sắp đặt của chị cuồn cuộn để rồi vẽ, để rồi vu vạ và đặt điều cho cố ca sĩ. Rồi chưa kể rằng là cái anh cờ này cũng không vừa vặn gì, anh ta cũng là cái người trực tiếp tham gia vào trong cái sự việc này, có sự góp mặt của chị Ngọc Lê, cái chị ở đâu bên nước ngoài, bên Đài Loan, Đài Liệt gì đó. Rồi chưa kể rằng là bố ruột của cờ nữa nha mọi người. Ta nói nó dây mơ rễ má đùm đìa như vậy đó, mà họ nói rằng là hãy rút đơn kiện, đơn thưa này nọ các kiểu cho con họ có con đường lùi. Rồi cái lúc cố ca sĩ nằm trên giường bệnh, rồi cái lúc mà cô ấy đang đi làm thiện nguyện, rồi vấp phải cái con Covid kia, thì ai có cho cô ấy một cái con đường để cô ấy có thể là tiếp tục sống cùng với lại có con của cô ấy hay là không? Hay là lúc đó họ dồn cố ca sĩ vào chân tường? Lúc đó họ thấy cố ca sĩ là cái người yếu thế, không có lên tiếng để nói và bảo vệ cho bản thân của cô ấy, cũng giống như là gia đình của cô ấy. Họ được nước, họ làm tới, họ vuốt mặt, họ không nể mũi.
Thì bây giờ các bác có gõ cửa tận nhà, các bác có gõ lưng từng người thì cũng không có liên quan gì tới cố ca sĩ nha. Phải đền tội, tại vì nghiệp nó chồng lên nghiệp rồi, không có ai mà cứu vớt nổi đâu. Mà màng đáp ơi, mình tưởng đâu là bác ba cũng là cái người mà thương cố ca sĩ cơ, là cái người anh mà đứng trên sân khấu rồi cũng tỏ vẻ là rất là thương mến mến mộ cố ca sĩ cơ. Mà ai về đâu ta cũng nói rằng là nó có dây mơ rễ má trong cái sự việc này. Mọi người ơi, nó cay nghiệt thật sự luôn. Càng ngày càng đi sâu vào trong cái sự việc này thì mình càng thấy thương cố ca sĩ nhiều hơn. Bởi vì mình không ngờ được rằng là họ lại có thể là đối xử với cố ca sĩ như vậy. Họ muốn hạ bệ, người ta muốn vùi dập và người ta có thể là làm hết mọi chuyện để có thể hạ bệ cố ca sĩ một cách hoàn toàn và tuyệt đối, chứ không phải rằng là hạ bệ danh dự và nhân phẩm cũng giống như là uy tín của cố ca sĩ không đâu. Họ không cho cố ca sĩ một con đường để sống luôn đó mọi người. Mọi người tin tưởng nổi không? Chàng ơi là chàng, mà bây giờ mẹ ruột của cái anh IT kia khai hết, nói từ đầu đến cuối cái sự việc rõ ngọn ngành mồn một. Mà ta nói những cái sự việc đó nó có dẫn chứng xác thực cả, không có thể nào mà chơi bay chỗ biến, cũng không phải là một cái câu chuyện mà có thể là ưng bịa đặt là bịa đặt đâu mọi người ơi. Màng ơi là màng, chắc cái sự việc của anh Cờ này sớm diễn ra thôi mọi người, chắc không đợi được tới sang tháng 6 quá, chắc tháng 4 hoặc là tháng 5 đây thôi các bác cũng sẽ vào cuộc. Mà cái cô cuộn cuộn kia cũng không vừa vặn gì đâu, năn nỉ, ta nói cầu cạnh, ta nói là bầu bạn cùng với lại cái anh IT kia, rồi hứa hẹn đủ điều, cũng hứa giống như cái thời mà hứa với anh Cờ kia, nói là làm đi, cứ làm cho nó ra trò đi, làm cho nó hay vô, diễn cái vở kịch cho nó ngon lành vô, để cho họ tin là thật đi, để hạ bệ cố ca sĩ, để cho những người con của cố ca sĩ không có một cái nước nào để mà tồn tại được á. Để cho bà ta có thể là cho cái anh IT này cũng giống như là cho cái anh Cờ kia và bộ cần cần của anh Cờ kia có một số tiền to bự khổng lồ. Đó, bà ta ngã giá trả gió rõ ràng. Người ta tham thì thường hay là nó thâm, cho nên tưởng tin là thiệt. Mà ai đâu có về đụng trúng một cái người là ngôi sao hạng A 30 mấy năm vừa qua. Ta nói đến cố ca sĩ là báo đài sẽ lên tiếng, mà báo đài sẽ lên tiếng là các bác sẽ rất là chú tâm, mà các bác rất là chú tâm có nghĩa rằng là các bác sẽ vào cuộc. Mà các anh IT kia không có tin, mèn đét ơi, ta nói vẽ cho cố vô rồi bây giờ khóc than ở đâu trong đó, khóc than rồi kêu người nhà đến nhà của cố ca sĩ năn nỉ. Ý ơi, mà năn nỉ cái gì tầm này nữa, còn có cái non nước nào nữa đâu mà năn nỉ, tầm này là hết sạch rồi. Chàng ơi, bây giờ tới bố ruột của Cờ chắc cũng muốn đi năn nỉ phía bên cố ca sĩ chứ, nhưng mà đâu có còn mặt mũi nào nữa. Cái lúc cố ca sĩ vừa mới ra đi á, những người ở ngoài đường thôi họ hỏi rằng là ủa sao anh không về, chứ cố ca sĩ vừa mới ra đi mà sao anh không về anh lo liệu lo toan những cái sự việc trong nhà đi, chứ thời còn sống cố ca sĩ thương anh lắm mà. Chúng ta có nói lại một cái câu như thế này mà nó nghẹn đắng luôn đó mọi người. Ủa, người ta có gọi điện bảo tôi về đâu mà tôi về, người ta có năn nỉ tôi đâu mà mắc mớ gì tôi phải về, không có liên quan. Mà trong khi đó là chúng ta đang ở trong quán cơm chay của cố ca sĩ đó mọi người. Nói một câu nghe nó bạc tình bạc người ta đến cái mức độ như vậy không? Thì bây giờ về năn nỉ chay cho nó mệt, khỏi năn nỉ đi. Cho dù có năn nỉ hàng trăm hàng nghìn lần, mình vẫn tin chắc rằng là chị Diễm cũng giống như là chị Wendy sẽ vững vàng để có thể là làm rõ cái câu chuyện, đòi lại cái công bằng công lý cho cố ca sĩ, đòi lại cái danh dự, cái nhân phẩm, đòi lại cả cái tính mạng của cố ca sĩ đã phải đánh đổi để cho các con của cố ca sĩ có một cái bước tiến, chứ không phải rằng là nghe những cái lời
thiêu dệt và bịa chuyện để ảnh hưởng đến cái tương lai và sự nghiệp của các em. Các bạn, các cô, các chú cứ nghĩ đơn giản rằng là đó chỉ là một cái câu chuyện bình thường, người ta muốn bịa người ta nói, người ta muốn lên tiếng người ta kể sao kể. Nhưng đây không phải là một câu chuyện bình thường, mà nó là một cái câu chuyện ảnh hưởng nặng nề đến gia đình của cô ca sĩ, mà là một cái người đi làm thiện nguyện suốt 30 mấy năm vừa qua, có sự góp mặt của rất là nhiều mạnh thường quân ở trong đó nữa, không ít thì nhiều, ảnh hưởng đến họ rất rất là nhiều. Cho nên rằng là cái câu chuyện này nó không thể nào mà dừng lại, cũng giống như là rút lại những cái lá đơn đó được nữa rồi. Bây giờ nói chi cho nó nhiều mọi người ơi, người ta muốn hạ bệ cố ca sĩ mà, người ta muốn làm cho cố ca sĩ phải tàn luôn, họ mới chịu cơ. Mà cái cô cuộn cuộn kia cũng ghê gớm lắm, ghê gớm từ ngày xưa tới bây giờ rồi, mọi người có chứng kiến được không? Trời ơi, ngày đêm lên ra rã xa xả, nói từ tối cho đến khuya muộn, cho đến gà gáy, cho đến nửa đêm luôn, cũng không chịu yên. Cái mục đích của ả ta là như thế nào thì mọi người cũng đã biết rồi đó. Chàng ơi, người ta có cái sự lợi dụng không hề nhẹ. Nhưng cái anh cờ kia, anh tưởng đâu là họ tốt với anh ta. Anh ta tham tiền, anh ta nghĩ rằng là 500 triệu đồng sẽ đến với anh ta nhanh và một cách được gọi là trọn vẹn nhất. Nhưng ai về đây bây giờ tiền không có, mà tặc thì nó mang đầy mình. Mà tặc nó không phải là chỉ một mình anh ta chịu đựng, mà những người có tham gia vào trong cái câu chuyện này, bộ kênh kênh của anh ta, chị Ngọc Lê và một cái người rất là đặc biệt ở đâu đó nữa. Đơn giản là như vậy đó mọi người ơi. Chứng kiến được cái sự việc đó rồi, cũng giống như là trong thời gian sắp tới đó, cái bản tường trình nó dày đặc từ trên xuống dưới á, khi mà các bác đọc á thì quý cô chú anh chị em mới vỡ òa, cũng giống như chị cuồn cuộn vừa qua được bế đi đó. Họ nghe nói rằng là không có tội mà sao đi được. Đã nói rằng là vào đó là không thể nào mà không có tội gì hết trơn, phải có một cái lý do gì đó thì mới được bế đi như vậy nhá không mọi người. Ok, cái đoạn video của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Nếu thích cái đoạn video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại.